Vườn nhà Lan xin mến chào quý cô chú anh chị em nha. Sau mấy ngày Lan bệnh, Lan không có dám ra vườn, Lan nằm trong nhà. Thì bữa nay Lan quý Lan phải đi ra ngoài, Lan coi cái vườn của Lan thế nào rồi. Chứ Lan vẫn còn bệnh đó, nhưng mà kệ ra đại, trời bông bí quá chừng luôn nè cô chú anh chị em. Bông bí, bông cái cũng nhiều quá nha. Bông cái nè, đây hai bông nè. Trong đây bữa hôm hai trái này Lan tưởng nó đậu nhưng mà thật ra nó không đậu nè, nó teo ngắt rồi. Ồ cái này wow ngon nha, hái vô ăn được rồi. Lan nhìn thấy có rất là nhiều bông cái. Ồ đây nữa nè, đây nữa nè, đây là rõ lấp ló. Ồ vài bữa nữa là ăn thoải mái luôn. Cái dây nhãn lồng của Lan á, Lan thèm quá, Lan hái đọt, trời được một rổ luôn cô chú anh chị em. Lý do được một rổ là Lan vừa hái đọt mà Lan hái luôn cả lá. Thấy gì chứ lá nó non lắm nè. Cô chú anh chị em nhìn Lan hái nè. Non xèo luôn á. Như con sâu phải không? Không phải, con gì á. Đó, non xèo luôn á. Trời ơi, lâu thiệt là lâu rồi mà Lan mới được ăn lại cái đọt nhãn lồng đó. Nghe nói là nó trợ tim với lại an thần á, dễ ngủ á. Mà Lan là cái đứa rất là khó ngủ. Bầu của Lan cũng bắt đầu ra hoa mà có hoa cái rồi kìa, nhưng mà hoa cái chưa có chỗ. Hoa đực thì chỗ không rài lai rai rồi. Lan mới cắt lá hôm mấy bữa trước, cắt lá bớt cho gà ăn để nó lùi lá, lá nó bự quá thì nó không có trái nổi, nó không có bông nổi. Còn cái mướp nè, mướp này mướp khía mà Lan nói quăng lông lóc mà cô chú anh chị em thấy bông mà bông cái quá chừng không. Đây nè, trên nhánh trên kia cũng bông cái nữa kìa, đầy hết trơn nè. Bông lá mồng tơi nó bự chảng luôn nè. Mồng tơi vườn của Lan là bao la luôn, bao la luôn. Rau thơm với rau quế cũng tốt mịt. Mấy bữa nay không có ra là không có ra là không có tưới luôn nữa, mà nắng dữ lắm, nắng 100 độ á. Nhưng mà nhờ á là Lan cái miếng đen này nè, Lan lót phía dưới những cái ray vest của Lan ở đây nè, Lan đều lót cái đó ở dưới chân á, rồi xong Lan sơm lỗ nhỏ nhỏ. Đó là Lan mới bỏ đất Lan trồng. Thì tại vì Texas này mình nắng nóng dữ lắm, nên thành thử ra Lan làm kiểu đó để cho nó giữ được nước á. Cái thùng này á là cũng Lan cũng thùng này là cụ sinh của người ta cho, nhưng mà người ta đã giống như làm cái van để mà xả nước rồi. Lan về Lan bích nó lại, Lan sơm lỗ nhỏ thôi để nó giống như là nó thoát nước ít lại, để mà Lan tưới nó giữ nước lại. Quan trọng là mình đừng để cho nó bị ngập úng cái rễ thôi, chứ nó giữ nước, càng giữ nước được càng tốt. Tại vì nắng tái xịt này á, trong vòng mình tưới trong vòng qua ngày hôm sau á, mà nước nó không giữ á là nó khô queo. Rau muống Lan hái ăn bữa nay nó cũng lên lại rồi nè. Mấy bữa nay Lan bệnh Lan không có ra tưới. Cà chua thì ông xã Lan cũng mới cắt vô hai chùm. Có cái trái này nó bị chim ăn nên ổng để luôn cho chim nó ăn luôn. Ồ dưa chuột bữa hổm Lan hái một đợt rồi xong cái Lan thấy nó ngưng. Lan thấy nó ngưng cái Lan có vô thêm phân gà. Bữa nay ra trái lại rồi nè. Ra trái lại rồi nè. Lát nữa hái. Đây. Ôi Lan bỏ nó, cái vườn của Lan chắc cũng cả 5 ngày rồi đó. Lan không có chăm sóc gì trơn, có chạy ra hái trái vô ăn thì có. Đậu đũa của Lan. Ủa, cái chùm đậu đũa đây đứa nào ăn rồi? Ôi trời ơi. À không không, tưởng đâu đứa nào ăn rồi chứ. Nó rớt xuống. Dắt sao dắt nó lên đây. Cái này đậu đũa bữa hổm Lan hái được 2-3 trái. Đậu đũa này cũng dài, ngon. Ôi cái gì nè, quên này, cái đậu bắp của Lan á, Lan hái hai rổ rồi đó cô chú anh chị em. Mà đậu bắp thì cô chú anh chị em nào trồng biết nó lẹ dễ sợ luôn. Hôm qua Lan tính Lan ra Lan hái, Lan biết nó sợ nó già. Lan ra Lan hái mà Lan vẫn còn mệt, với lại Lan bị cháy rạ đó. Nó nổi đi nổi lại á. Ủa quên, nó sốt đi sốt lại rồi nó nổi lên, nó ngứa ngáy khó chịu lắm. Nên Lan nói thôi tránh ra gió. Bữa nay chịu không nổi, chịu nổi ráng ra thăm vườn coi coi sao. Cái dây dây này là dây dưa chuột mới mọc lẻ loi ở đây nè.
Lan, cái chậu này Lan trồng mà đậu que mà không gài một tuần lễ rồi, sao chưa thấy nó lên không biết nữa. Y có trái hay nè, thôi kệ thả nó vậy đi. Củ que thì bữa nó bắt đầu nó có bông có trái lại, bữa hổm thằng Lan hái một đợt sao tao thấy nó tự nhiên nó ngưng rồi. Trời đất khô quá rồi, đất khô quá rồi, không có tưới nó khô quá. À ngoài kia có một em lấp ló ngoài kia đó, con nhà dạy chợ ở trong không chịu có trái, đi ra ngoài đó có trái. Cái chậu cần nước của Lan thì tại vì nó là cái chậu này là chậu giữ nước nên Lan tưới một lần là nó giữ ẩm cho tới cả nguyên một tuần lễ luôn. Hẹ cũng khô rang hết rồi, bữa nay làm gì làm chắc cũng phải chỉ chiều chiều phải đi tưới, hồi nóng quá rồi, mới có 8 giờ sáng mà nóng dễ sợ luôn cô chú anh chị em ơi. Nóng mà Lan đổ mồ hôi hết trơn rồi đó. Hồi Lan đi vô để em thôi uống bao nhiêu thuốc mà đi ra mũi cây nó cũng mất hiệu quả rồi. Hồi nè, Lan ra Lan thăm vườn, Lan quay sơ một chút xíu cho cô chú anh chị em thấy tình hình vườn của Lan càng ngày nó càng như thế nào. Cây mận bữa nay cũng phát dữ à, tắc cũng vậy, ra đọt non quá chừng luôn nè. Ồ cây na cũng phát nữa nè, bởi vậy Lan mới hối ông xã Lan ra chậu lớn là vậy đó, ra chậu lớn nó mau phát lắm. Và còn đây cô chú anh chị em ơi, cây ráp metal, những cái cây mà Lan đòi chặt nè, bông là tới mùa nó bông, nó đẹp dữ vậy đó, đẹp thiệt là đẹp luôn. Ráp metal Việt, tiếng Việt của mình gọi là tử vi, hoa tử vi hoặc là hoa tường vi cánh mỏng á nha cô chú anh chị em. À, nó có nhiều màu lắm, màu trắng, màu hồng, màu đỏ đô, màu tím nhạt, tím đậm, cha hồng cũng có hồng nhạt, hồng đậm, trắng cũng có trắng, không trắng có một loại thôi, nhưng mà có loại nó mọc rải rác, có mọi loại nó làm thành từng chùm, đẹp không cô chú anh chị em, đẹp quá chân đẹp ha. Nhưng mà tại vì á, Lan ghét con cái là bắt đầu hết mùa trái á, ủa hết mùa lá á, hết mùa bông chứ, là bắt đầu á nó đổ nhựa ghê lắm, nhựa kinh khủng luôn, đổ nhựa làm dơ cái sân của mình ha. Rồi nhìn cái nhựa của nó màu đen nó khó chịu lắm kìa. Phía trước Lan có một cây á, xong rồi cái xe của ông xã Lan đậu đó đó, nó đổ nhựa xuống, trời ơi nhìn thấy mà gớm luôn vậy đó. Với lại đúng ra bây giờ Lan cũng chán là chán hoa rồi, bây giờ Lan chỉ muốn trồng cây ăn trái thôi. Lan sẽ thay thế bằng những cây cam, cây quýt, cây chanh với lại những cái cây sabo, cây ăn trái của mình này nè. Thì những cây sabo này kia là nó không có chịu được lạnh thì nhiều Lan phải trồng chậu để mà Lan kéo nó ra vô. Còn như cam, quýt, chanh, tắc này kia thì nó chịu được lạnh, mà lạnh khoảng chừng 30 độ C là nó cũng vẫn chịu được nha. Nhưng mà dưới 30 độ C á, ố quên, nó lộn, 30 độ F chứ dưới 30 độ F là vẫn còn chịu được, nhưng mà mình phải che chắn nó đàng hoàng. Còn dưới 30 độ F á, là kể như là mình phải giống như là mình phải chùm cho nó cho kỹ để không thôi là nó đông đá, tại dưới 30 độ là nó đông đá rồi. Nhưng mà cam, quýt, chanh, bưởi thì mình có thể mình trồng xuống đất được, rồi mình che chắn. Còn những cây này thì những cây sabo chê này kia, những cây mà xứ nóng của mình á, nhiệt đới á, là mình phải đem vô trong ra hoặc là đem vô trong nhà mình mở hít cho nó thì nó mới chịu nổi. Hai em vịt của Lan bữa nay bị lớn vậy là cô chú anh chị em. Đây là bầy chim cút, gà với lại chim chỉ của Lan, con chim chỉ ở trong nè. Con chim chỉ đây, nó bắt đầu nó có đuôi đó rồi chú anh chị em. Đó, đi vô con đừng đi ra. Bây giờ Lan, thôi Lan xin phép Lan kết thúc video của Lan ở đây nha. Để Lan đi lấy đồ ăn cho cút với lại cho gà con, rồi vịt nữa. Gà lớn thì Lan cho ăn rồi, Lan mới vừa đổ ra. Bệnh thì bệnh nhưng mà cũng phải ráng lết ra cho tụi nó ăn. Rồi thôi Lan xin phép kết thúc video của Lan ở đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em nào đã theo dõi video của Lan nha. Xin cô chú anh chị em cho Lan xin một like nha. Rồi cô chú anh chị em nào mà chưa đăng ký thì đăng ký giùm cho Lan nha. Cô chú anh chị em nào mà thương Lan thì chia sẻ cái kênh của Lan cho nhiều người biết tới hơn nha. Cảm ơn cô chú anh chị em rất rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại ở video sau.